Hey, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chức năng quản lý sinh viên được viết bằng PHP và chúng ta sẽ không sử dụng database ở đây. Vậy một số bạn sẽ thắc mắc là nếu không sử dụng database thì làm sao để chúng ta có thể lưu trữ được thông tin danh sách sinh viên. Đó, thì ở trong project này sẽ làm rõ cho các bạn điều này các bạn nhé. Rồi, thì trước khi đến với chi tiết của project này thì mình sẽ demo cho các bạn về những tính năng mà project này có. Cụ thể, ví dụ mình thêm một sinh viên. Ở đây chúng ta sẽ thêm một sinh viên. Đó, chúng ta sẽ thêm như sau. Đó, và mình để giới tính là nam, sau đó set. Thì các bạn ngay lập tức nhìn thấy sinh viên mà chúng ta vừa thêm. Sau đó mình sẽ thêm sinh viên tiếp theo. Đây. Đó, được chưa các bạn? gmail.com chẳng hạn như vậy. Sau đó mình thêm giới tính là nam. Ok chưa? Mình sẽ thêm sinh viên tiếp theo nữa. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở danh sách khi mà có từ 3 sinh viên trở lên thì nó sẽ bắt đầu phân trang. Đó, và chúng ta đã thực hiện phân trang được rồi này. Đó, ok chưa? Thì ở đây mình đang xử lý phân trang là 3 sinh viên trên một trang. Giả sử mình thêm một vài sinh viên khác nữa. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Đây. Đó, ok chưa? Nữ, chẳng hạn như vậy. Lúc này chúng ta có thêm trang nữa. Bây giờ mình thêm tiếp ông sinh viên này và chẳng hạn như vậy. Rồi, ok. Đó, được chưa các bạn? Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có 3 sinh viên. Bây giờ nếu mình thêm một sinh viên nữa thì chắc chắn nó sẽ phân trang các bạn nhé. Vì lúc này số sinh viên đã tăng lên. Đây, mình sẽ thêm với cái dữ liệu nó là data sample nên nó sẽ linh tinh như thế này. Đó, ngay lập tức chúng ta sẽ có phân trang ở đây. Đó, ok chưa các bạn? Bây giờ nếu chúng ta muốn sửa một sinh viên, giả sử chúng ta muốn sửa sinh viên này, email của nó, ví dụ như chúng ta sẽ để Sơn Ly @gmail.com như thế này. Đó, lưu lại. Mình sẽ sửa cả password. Đó, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở trang 2 ông này sẽ có email được sửa. Đây, được chưa các bạn? Đó. Rồi, chúng ta hoàn toàn có thể xóa một sinh viên nhé. Giả sử quay trở lại đây, mình xóa ông Sơn Ly này. Đó, ok chưa? Thì quay trở lại đây, sinh viên đó đã được xóa. Được chưa các bạn? Đó, thì ở phần form này chúng ta cũng thực hiện validate form như thế này các bạn nhé. Đây, nếu chúng ta không chọn sinh viên thì chúng ta sẽ xóa, sẽ validate. Và nếu mà chúng ta đã nhập thông tin sinh viên rồi và chúng ta nhấn submit một số input khác chưa nhập thì nó sẽ báo validate như thế này và nó vẫn giữ lại được cái giá trị ở trên form. Được chưa các bạn? Đó, thì để làm được cái project quản lý sinh viên này như thế nào thì những kiến thức sau đây là những kiến thức chúng ta cần của PHP để chúng ta thực hiện nó các bạn nhé. Để làm được project này thì các bạn cần phải chuẩn bị những kiến thức gì thì các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Dưới đây là những cái kiến thức mà mình sẽ liệt kê ra cho các bạn để các bạn biết là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái gì cho project quản lý sinh viên này. Và tất nhiên trong cái project này thì mình cũng sẽ hướng dẫn qua, ôn tập lại qua cho các bạn những cái kiến thức này để các bạn có thể nắm được và từ đó các bạn có thể chủ động triển khai và tự làm được cái project này cho đến khi hoàn chỉnh nhất các bạn nhé. Đó, thì đây mình có đưa ra 4 cái gạch đầu dòng ở đây. Đó là những cái nội dung kiến thức mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái project quản lý sinh viên này. Đó chính là những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến PHP như là khai báo biến, if, else, for, hay biểu thức toán tử, điều kiện các thứ ở trong PHP. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải xử lý mảng ở trong PHP. Đó, và trong project này chúng ta sẽ sử dụng mảng để chúng ta xử lý về mặt dữ liệu. Thì chúng ta sẽ cần đến kiến thức về array ở trong PHP. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải có một cái form để submit và chúng ta sẽ phải thực hiện validate form trước khi người dùng thêm mới một sinh viên hoặc là cập nhật sinh viên. Cuối cùng, section nó sẽ đóng vai trò ở trong project này là để lưu trữ toàn bộ thông tin sinh viên. Đó, thì đây là tất cả những thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị các bạn nhé. Nhưng các bạn cũng đừng quá lo lắng như mình giới thiệu đấy. Ok chưa các bạn? Rồi, ok, video này thì mình sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn.